con này mới tách nên là mình không dám vén hết, vén hết là nó hoảng quá. Đây, quay sát vào nhìn rõ màu. Con này tách được 10 ngày. Con này hôm nay tách ngày thứ 3. Con lồng trắng là tách ngày thứ 3, con lồng đen tách được 10 ngày.